em Sky ơi. Ơi! Say on yeah. Về đi bè. Và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel channel của mình ấy. Thì hôm nay mình sẽ làm biểu tướng mu gát nha các bạn ấy. Mu gát ấy. Thì bây giờ mình sẽ ăn cái bùa đỏ trước nha các bạn. Và đặc biệt cái con mu gát các bạn đừng có lăng nhăng các bạn qua, các bạn dỡ cái thói lâm tặc nha. Các bạn mà dỡ cái thói lâm tặc mà các bạn cầm mu gát các bạn qua, các bạn lâm tặc nó là nó quất các bạn không còn cái quần để đi về luôn ấy. Cho nên là ấy, của mình thì mình ăn chứ đừng có qua kiếm của người ta. Chừng nào cầm nagot đi hãy qua cướp nha các bạn. Đấy, và khi mà farm quái gần đầu game mà cái con Murat này nào, các bạn muốn dùng hiệu quả kill nó như thế nào thì các bạn hãy để ý kỹ nha. Nãy giờ mình dùng như thế nào đó, không được áp sát cái con quái mà các bạn thả chiêu 2 nha. Vì khi mà các bạn áp sát mà các bạn thả chiêu 2 vào con quái á, là các bạn thả cái mình thúi ra là con quái nó chịu không nổi, nó sẽ chạy về vị trí cũ và các bạn sẽ đánh lại từ đầu nha. Cho nên là các bạn đó, các bạn đứng xa nó ra. Đấy, các bạn bật lên, các bạn thấy cái vòng á, giáp ganh á mà nó nằm trong, nó nằm ngay cái mặt cái luôn. Đấy, thì các bạn hãy ấn cái chiêu 2. Còn các bạn mà chạy thẳng với con quái, đứng sát bên con quái, các bạn thả mình một cái thôi là nó sẽ chạy ra. Đấy, nó chạy vô lộn, nó chạy vô và các bạn sẽ đánh lại từ đầu. Đấy, mấy con quái này nó mắc dạy lắm các bạn. Đấy. Nó chỉ thích nào thơm thôi, còn nào thúi thúi là vô là nó chạy vô hết. Đấy, nó không cho ăn. Đấy. Đấy, và thật sự mình nói các bạn luôn á là mình không chơi được cái FPS cao nha. Mình chơi FPS cao là hồi mình chóng mặt lắm. Mình thật sự với các bạn luôn. Thì mình ngộ á, mình bật cái đó lên mình chơi là mình tát một hồi hộp luôn á. Mình chóng mặt và mình chả hiểu tại sao luôn. Còn mình bật xuống bình thường thì mình chơi không sao à, chắc tại mình không quen với những cái gì nó sang chảnh đó các bạn ấy. Mình quen với cái bồ cùi của mình rồi. Bây giờ mình sang cái này mình chơi mình thấy nó đẹp quá, mình chịu không có được. Mình phải nhức cái đầu các bạn ấy. Nhức đầu, nhức nách với nó luôn, quất luôn, chém nó. Trời ơi, nó không chết rồi, nó bật chiêu 2 các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đứng đây đi. Đó, rồi các bạn cũng đừng có lên chạy lên đó làm cái gì. Đó, mình nói vậy thôi chứ mình không chạy đâu các bạn. Đó, mình cứ vòng vòng này nè. Đấy, và mình núp cái bụi này và mình chờ cái thằng Violet qua là mình sẽ bắt vô cái đầu nó các bạn. Đó là nó làm gì biết đó, các bạn nhìn chiêu 1 từ từ thôi. Đó, dùng chiêu 1 chiêu 2 chém, chém các bạn, chém luôn, chém chém bệnh điêu. Ấy, lên bảng nè. Lên bảng nè. Ấy, uầy. Uầy mấy anh ơi, thầy em mấy anh ơi. Trời ơi, em có làm gì mấy anh đâu. Cái gì trời, thích thì quất luôn, thích thì quất luôn đó. Chạy vô bụi các bạn nè, thích thì quất nè, ba nè, bốn nè, nè dí hả mày, dí hả mày đó, bỏ cái tật dí nha nha. Ok, và bây giờ mình sẽ làm cái gì nữa các bạn? Mình sẽ ăn con rồng hả, hay mình sẽ đứng đây mình ăn quái nha. Đó, và không ăn quái nha các bạn. Đó, ăn là thằng bò cũng sẽ chửi, nhưng mà nó chửi thì nó chửi, nhưng mà mình ăn thì mình cứ ăn các bạn. Thấy mình là người đồng minh chân chính mà, mình phá được đồng đội gì thì mình phá thôi. Đó, mình sẽ tạo điều kiện cho những đồng đội mình nó thọt ơi. Và bây giờ mình sẽ về mình ăn cái bùa đỏ và sau đó mình sẽ ăn con dơi nha các bạn ấy. Chứ bây giờ mà các bạn ăn con rồng thì nó cũng chả ý nghĩa gì đâu. Con rồng bây giờ các bạn đừng có quan tâm nó làm cái gì đó, các bạn cứ cho nó trong chuồng chơi mình nó đi, tại vì nó mạnh quá mà cái tiền của nó ít lắm các bạn ấy, không ai chơi nó đâu. Cho nên là các bạn đừng có quan trọng rồng nha, các bạn mà quan trọng rồng các bạn sẽ rất là thọt luôn. Cho nên là bây giờ đó, các bạn thấy chưa, đứng sát con quái mà các bạn cứ thả cái chiêu 2 là một cái là nó chỉ có chạy vô thôi, và mình phải đánh lên từ đầu rất là kỳ luôn đó. Và các bạn nhớ giùm mình cái nha, cái chiêu 2 các bạn đừng đứng áp sát vào con quái các bạn thả nha. Đây, và bây giờ mình sẽ đi về mình ăn bùa xanh của mình thôi các bạn. Ai, trời ơi, ấy con Joker này rất... mình thấy vừa thấy nào các bạn. Ấy, trời ơi, chị Violet nè, các bạn dùng chiêu 1, các bạn chém tường cho mình. Dùng chiêu 1, từ từ hay hả, chiêu 2, đấy các bạn không. Ồ, và bây giờ, đấy, trời ơi, rất là thơm luôn. Đấy, và bây giờ là bạn Violet lại phải bỏ cái điện thoại xuống và tiếp tục đi uống nước. Hay là bất cứ cái chuyện gì bạn muốn, chứ bạn không được chơi game nữa nha. Ok, và bây giờ mình sẽ qua mình lụm luôn cái bùa đỏ của bạn nè. Ây, trời ơi, làm cái gì, thích quất lộn luôn, quất luôn, quýnh luôn. Ây, nói vậy thôi các bạn, la cho nó sơm tụ xíu thôi, quýnh cái gì, bây giờ vô cướp bùa thôi. La làng vậy cho nó sơm tụ các bạn, nó mới vui. Chứ đánh mà im im mà bình luận mà nó buồn buồn, dễ buồn ngủ lắm các bạn. Ơ, quất luôn, chơi luôn, quất. Ơ, bây giờ đồng minh mình vô nè, ấy, trời ơi, chạy các bạn ấy, bật cái đó lên. Khi mà các bạn muốn chạy, các bạn cứ thả mìn đấy, các bạn cứ dậm chân tại chỗ, các bạn thả một cái phùm ấy và cái âm cái vòng nữa, các bạn cứ chạy cho mình đấy. Thằng nào mà cứ lết vô đó nó sẽ bị làm chậm, nó không thể dí các bạn được đấy. Hít dí thì mình sẽ cho hủy hủy gì là hủy nguyên cái vòng tròn đó nha các bạn ấy. Quất luôn nè, bây giờ là xuống khác, chạy giùm cái, chạy đi ơi, bật chiêu hai của các bạn á. Mình nói thiệt với các bạn nha, ơi và nói sao ấy. Thấy nè, ở tại đây các bạn có thể tua lại giùm mình hả, các bạn pha coi cái pha vừa rồi là cái thằng Joker nha, nó địch thẳng vô mặt mình, nó lộn hết, nó dùng ulti, nó dùng thẳng vô người mình nha các bạn á. Và mình vừa khi ấy mình bật cái chiêu 2
kênh mà khi mà cái chiêu của mình nhóc cơ nó nổ lần hai nó không tính nào nha, thì mình dùng cái chiêu hai hợp lý là nó sẽ loại bỏ ngay cái ưu tiên của con nhóc cơ luôn. Chế con nhóc cơ mà quá là rất là dễ, các bạn xuất tiền tưởng luôn. Nó đang dùng kêu đó, nó đang là đặc biệt cái con nhóc cơ nha, nó dùng cái ưu tiêu vào ấy, bật đèn là cái như ưu tiêu của con nhóc cơ nha, mà nó dùng một con Murat mà các bạn đang có chiêu hai như thế này, nó vừa nhảy vô các bạn phải không, các bạn đợi khoảng 0.2 giây 0.3 giây các bạn ấn chiêu hai lên cho mình là mình đảm bảo các bạn cái chiêu hai là cái chiêu ưu tiêu của con nhóc cơ nó không bao giờ dính một cái giọt đam mà vô cái con Murat này luôn ấy. Và mình đã nghiên cứu rồi và đã là đó là sự thật, cho nên các bạn hãy test nhiều vô nha. Ấy gặp nhóc cơ các bạn gặp nó tắt mặt luôn, nhưng cái chuyện gì mà khó khăn hết á. Ấy mà bây giờ gặp thằng Violet mình cũng cho nó hủy hành luôn các bạn ấy, không có chuyện gì mà phải sợ hết á. Nó Violet kệ nó chứ, mình mua rap là mình đánh như cái kiểu mua rap các bạn ấy nè. Thích là thích, là thích chơi không, thích chơi không, chạy giùm cái đó, chạy đi quá quê. Thôi anh ơi, anh dí em làm chi anh ơi, em đứng đây em có làm gì đâu. Thế mà bộ học của vị tướng mua rap này mình sẽ để trong phần mô tả nha, và trang bị thì mình sẽ để đầu và cuối game, cho nên bạn nào cần xem thì các bạn vào phần mô tả và đầu game cuối game các bạn xem trang bị bộ học giúp mình nha. Đấy, và tiện thể đây thì mình cũng xin cảm ơn hai bạn nha, nhất là bạn Lê Hữu Mạnh và thứ hai là bạn Dương Xuống Hàng Việt. À, hai bạn đã tìm đến Facebook của mình đấy, và đã đồng nhét cho mình với một số tiền đó là rất là lớn luôn hả, hôm nay là cái tiền rất là kinh khủng của các bạn ấy, mà thực sự rất là ngỡ ngàng luôn. Bạn Lê Hữu Mạnh và vừa mới biết tên mình là chỉ mới có vài giờ thôi các bạn, vài tiếng thôi mà bạn hãy mến mình, bạn hãy donate cho mình 500.000 nha các bạn. Thực sự đây là một cái tiền rất là lớn với mình luôn đấy, các bạn không biết là như thế nào nhưng đối mình thực sự rất là lớn luôn đó. 500.000 là mình chạy hơi tắt mặt luôn các bạn ấy, sắc mặt luôn nha, chứ không phải là sắc mặt sắc mặt luôn á, cày thêm mà sắc mặt lơ luôn á đó. Được 500.000 các bạn, không phải giỡn đâu. Rồi, cảm ơn bạn Lê Hữu Mạnh rất là nhiều, và bạn Phụ Phước Việt gì đó thì bạn ủng hộ donate cho mình 50.000 ấy, và tổng cộng là 550.000 đó. Mình cảm ơn hai bạn rất là nhiều, bây giờ bút luôn các bạn, chơi luôn bạn, bút luôn ấy. Ơi nè, tivi hả, trời, cái hồi sinh của bạn phải mình quên đó các bạn, mình quên là cái thằng Timmy nó có hồi sinh, chứ mình nhớ là mình cho lên bản lần nữa rồi. Không có chuyện gì phải sợ với con Timmy này hết, nhiều bạn bảo anh ơi con Timmy nó khó chịu lắm anh ơi, anh biết cách khắc chế nó không? Trời ơi, thật sự nha, mình không biết là cái bộ kỹ năng của nó như thế nào luôn, mình đảm bảo các bạn luôn, mình không biết, nhưng mà mình cứ gặp trong trận là mình đập nó luôn, chứ không thở cái gì hết, không có thở cái thằng nào hết, mình không biết cái chiêu nó là như thế nào luôn á, mình nói thật với các bạn là như vậy đấy. Nhưng mà nếu mà để mà nó vô trận gặp mình là thở nồng cũng đập nó chết, các bạn không có sợ nó cái gì hết á. Chuyện gì đâu mà phải căng, cái bạn cứ xem tụi nó là bình thường đó, tụi bạn nhớ tụi quay tính lấy thao hả, không sợ nha đó. Các bạn cứ nghĩ vậy là các bạn sẽ đọc tụi nó sắc mặt luôn, chứ đừng nhớ nó ủi tụi nó mặn vậy chơi được rồi, thua ơi không sợ nữa nha. Ơi trời ơi, trời mình nói cái chuyện vậy một cái thằng TV nó lên bảng rồi các bạn ấy, kệ bỏ đi các bạn ơi. Và mình xin giới thiệu các bạn luôn, những các bạn mới các bạn mà vừa đến cái channel của mình nè, thì mình xin giới thiệu các bạn luôn. My name is Tính nha các bạn ấy, mình tên là Tính ấy, nhưng mà tên thật của mình là Tín nha, nhưng mà để kêu dễ hơn các bạn cứ gọi mình là Tính thì cũng dễ ấy. Có nhiều bạn kêu mình là Tiến á, ấy mình phải tên Tiến nha, mình tên Tín, nhưng mà các bạn dễ kêu các bạn kêu mình là Tính đi đó. Và mình thì là dân miền Tây, dân miền Nam luôn nha các bạn ấy, và dân miền Tây đó, cho nên cái giọng mình nó hơi ngáo ngáo xíu, các bạn hơi hai lúa xíu, nên các bạn nghe các bạn từ từ các bạn sẽ quen nha. Nếu mà có nhiều bạn thắc mắc về độ tuổi của mình thì mình xin giới thiệu các bạn luôn. Nói mình là tuổi 2X nha, và mình sinh năm 1900 hồi đó. Các bạn chỉ cần biết mình hồi đó là được rồi, 1900 hồi đó. Cho nên các bạn muốn xưng hô với mình như thế nào cũng được hết á, anh em, mày tao cũng được. Nhưng mà mày tao thì các bạn phải bằng tuổi với mình nha. Chứ còn các bạn mà nhỏ hơn mình 5-6 tuổi mà các bạn kêu bằng ơi mày tính là mình sẽ không thích các bạn đâu. Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ quất cái thằng Violet luôn. Trời ơi, định giết rồi mà không được các bạn ấy, không còn kêu để kêu hết, cho nên là tèo nát nó bắn luôn ấy. Và cũng có nhiều bạn nha inbox với Facebook với mình và mình đã ghép ấy, thì các bạn nói một câu mình rất là cảm động luôn. Phải bây giờ mình bắt cái thằng tèo nè, thằng Timmy các bạn ấy nè, mày dí ai hồi ôi nó quất bồn kìa, nó quất con tèo kìa, đập nó luôn. Trời ơi nè, quýnh ai trời ơi, nó quýnh đồng đội mình ấy. Trời ơi, cái thằng Timmy này thiệt chứ. Hồi nãy giờ mình để cho nó chạy mấy lần rồi các bạn, bây giờ mình mới biết là nó còn sống ấy. Trời ơi, tức quá trời tức rồi. Mình xin nói lời cái chuyện cảm động nãy nha các bạn. Thì bạn ấy inbox mình, bảo là
Rồi anh em rất là vui ấy, vì anh đã ghép inbox của em, cái các cái YouTube khác là em inbox là nó không trả lời, em rất là buồn ấy. Thì thôi rồi mình đọc được mình rất là hạnh phúc luôn, rất là cảm động luôn. Nhưng mà mình nói thật các bạn nha, mình không bao giờ phân biệt mình là YouTube còn các bạn là cái gì, fan hay là cái gì hết, không bao giờ nha. Mình xem các bạn như bình đẳng luôn, như bạn bè luôn á, không có chuyện gì là mình sau này cho dù nổi tiếng cũng vậy nữa. Đấy, mình đảm bảo các bạn luôn, mình không có phân biệt tôi là YouTube còn các bạn là các bạn cái gì là phân biệt hay gì cũng có. Các bạn inbox mình, nếu mà mình đang trong thời gian rảnh nha, mình không làm việc mình sẽ trả lời hết đó. Chứ mình không có cái chủ nghĩa Mác Lênin cái gì hết các bạn ấy, mình không có gọi là phân biệt chủng tộc cái gì đó. Mình cũng như các bạn thôi và các bạn cũng như mình. Chứ các bạn đừng có nghĩ mình là YouTube hay gì hết. Các bạn cứ xem mình là bình thường đi, các bạn xem mình là cái thằng rảnh ngồi làm clip cho các bạn xem vậy thôi, chứ các bạn đừng có nghĩ mình là cái YouTube hay gì. Các bạn cứ inbox rảnh mình sẽ trả lời cho các bạn luôn đó, các bạn đừng có nghĩ cái gì hết nha đó. Và bây giờ quất luôn đây nè, bây giờ nè con mua quát nha, mình đã nói rất là nhiều rồi, không cần thiết các bạn phải vào giao tranh, các bạn lấy mục tiêu, các bạn cứ tận dụng những con quái ngoài đấy. Và bây giờ cái thằng Violet nó chả biết mình đang đâu rồi, nó chỉ bất ngờ là nó chết rồi các bạn đấy nè. Ơi quay 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 dùng chiêu hai các bạn đấy, hụt hụt quất luôn quất luôn quất luôn xạo hết nè nè quất luôn các bạn. Sợ cái gì nè, Timmy nè lần này mày chạy giùm tao một cái đó, mày chạy đi mày còn hồi sinh không nè 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 được in tiêu lên các bạn. Làm cái gì nhau trời ơi, một pha quát kêu nó nói nó đỉnh còn hơn cái chữ đỉnh luôn các bạn, như đinh bộ lĩnh luôn trời ơi. Đó bảnh tỏn là hít thì quất luôn, một cân bốm hít Violet ra đây quất năm luôn các bạn. Sợ cái gì trời ơi, mà lóc vải trưởng rồi trưởng cái gì trời ơi, không biết sợ nào ấy các bạn á, hít là đập mà đập lại chạy vậy thôi. Và các bạn thấy nãy cái thằng Joker không đó, các bạn cũng có thể tua lại và các bạn xem nha, nó dùng mục tiêu mình đó, và có thể là pha đó là mình chết rồi đó. Nhưng mà mình hên, mình bật được cái chiêu hai kịp lúc, là cái chiêu in tiêu của con Joker chỉ có phế thôi các bạn đấy. Và đặc biệt cái con Murat này đánh các bạn cần thiết gì các bạn phải vào cái combat, các bạn lấy in tiêu lấy, các bạn lấy nội tại nha. Đặc biệt con Murat mà các bạn mà đi vô combat các bạn lấy nội tại là chưa lấy được nội tại là các bạn nó lên bảng rồi, tại vì con Murat nó rất là yếu đấy, nó đâu có phòng thủ đâu, mà các bạn chỉ cần bị dồn đam một chút xíu thôi, 2-3 đam là các bạn nó ngủm rồi. Cho nên là các bạn hãy tận dụng những con quái xung quanh, những cái vị trí có thể lấy nội tại gần nhất các bạn lấy, các bạn dùng chiêu một các bạn chạy lên các bạn ulti người ta đấy, chứ các bạn đừng áp sát vào combat các bạn lấy nội tại nha, như vậy là các bạn đánh Murat nó hỏng luôn ấy. Đấy, và clip của mình làm thì nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa và có thể giúp các bạn leo ra một cách hiệu quả và dễ dàng nè, thì các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và các bạn ấn vào cái biểu tượng Noki chuông ở dưới kế bên cái nút đăng ký á, để khi mà mỗi lần mình up cái clip lên là YouTube nó sẽ thông báo về ngay cái YouTube của các bạn, để các bạn có thể vào xem clip của mình nha. Còn hiện tại thì cái trang donate của mình nó đang bị lỗi rồi, cho nên là không thể các bạn không thể donate vào đó được đâu. Cho nên bạn nào mà mạnh thường quân nhà mặt phố bố làm to bố bán vàng hay gì đó, thì các bạn có điều kiện các bạn cần ủng hộ mình đấy, thì các bạn hãy liên hệ thẳng Facebook của mình nha, và các bạn donate cho mình, và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn á. Đó, và nói như vậy không phải là các bạn không donate là không donate hay là mình sẽ không làm clip cho bạn xem, không có nha. Đấy, các bạn donate hay không donate thì mình vẫn làm clip cho các bạn xem bình thường, thì các bạn nào mà có điều kiện các bạn ủng hộ mình thôi á, chứ mình không phải là làm clip mà bắt các bạn vô đây xem mà các bạn trả tiền nha, không có nha. À bây giờ là quất luôn, chơi luôn, sợ cái gì quất đó. Bây giờ nó gặp mình là nó chỉ có ôm trụ thôi các bạn, ông nội nó cũng dám ra kiếm mình nữa, quất luôn chơi luôn đấy, cho rồi đó mình la sơm tụ rồi hết trận luôn các bạn ấy. Và clip của mình đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình nha. Nếu các bạn thấy hay các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và chúc các bạn có thể leo găng hiệu quả với vị tướng Murat này. Bye bye.